quay video test máy cho mình anh nhé. Ngoại hình của máy đấy ạ, tổng thể máy còn rất là đẹp luôn ạ. Đây là mặt trước của máy ạ, các cạnh của máy đấy ạ, không có bị va đập hay là cấn móp gì cả anh nhé. Đây, các cạnh còn rất là đẹp luôn ạ. Đây, chỗ này thì có xước một xíu xíu, vừa nãy em cũng đã chụp cho mình rồi. Máy đã qua sử dụng nên là không thể tránh khỏi xước sát được. Mặt sau của máy cũng còn khá là đẹp luôn ạ. Đây, như chiếc này em chọn cho mình là chiếc ngoại hình rất là đẹp đấy ạ. Em test các chức năng cơ bản của máy cho mình anh nhé. Em test camera cho mình ạ. Đây là cam của máy anh nhé. Em test mic cho mình ạ, mic thu lại ạ. Em test bàn phím cho mình ạ. Những phím hiện trắng trên màn hình là những phím có trên bộ bàn phím anh nhé. Những phím bên này trên bàn thì không có, nó sẽ không hiện ạ. Loa của máy nhắm rất là to và hay luôn. Ổ cứng 5 ngày 2 thì em để là 1 ổ ạ. Em muốn chơi làm mấy ổ sau khi chơi cho mình anh nhé. ID của máy đấy ạ. Máy cảm ứng xe gặp 360